Thì bây giờ là mình đang ở Canada Place. Thì chỗ này rất là đẹp luôn. Kiểu là mọi người vừa có thể coi, vừa có thể ngắm hoàng hôn. Thì là bây giờ thấy là rất là nhiều couples đang đi coi phim. Cái này là lần đầu tiên. Oh,